Hi, Như Ý xin mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu với người anh em một cái con van số phải nói là rất là cổ kính. Đó là cái con van Rebel KX100. Con này nó đã đi vào huyền thoại luôn rồi nha anh em. Nó ra đời rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay được một cây đẹp như thế này. Bởi vì cây này là khách tháo trong phòng thu nâng cấp. Nâng cấp cái model khác ha. Còn một ram phải nói là mới rời rời luôn nha anh em. Mới rời rời. Máy này là máy Lexicon ha. Chip chip Lexicon Haman này. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, cam kết với người anh em là đây là một cây hàng xịn chính hãng chứ không phải là hàng ếch nhái ha. Anh em nhìn que cái là biết liền. Lexicon Rebel mà nó chạy chip Lexicon thì nhất luôn. Haman đó anh em, chip Haman Kadom á. Và con này là hàng nguyên đa nguyên kiện của tem 3 sao luôn nha anh em. Đó, có cái tem cái nắp máy mình đã tháo ra đó. Adapter thì đi riêng theo máy luôn, adapter riêng theo máy. Ở hàng bãi mà hiếm có cây hàng đẹp như này nha anh em. Chất âm của Rebel trên làng thì không chơi vào đâu được, đặc biệt là cái nền nhạc đất rất là hay, nhạc đánh hay lắm. Nhạc đánh rất hay nha, nhạc hay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái tiếng micro cho anh em nghe. Micro nó thì ngọt như mía lùi luôn. Dòng này thì anh em chơi anh em biết, không cần quảng cáo nhiều đâu bởi vì hàng nó rất là chất lượng mà. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, ở chỗ đó phải nói là ngọt như cái đuôi, dịu biểu biểu. Rồi mình đã set sẵn rất là nhiều kênh. Ví dụ như đây là kênh ở chỗ ha, bây giờ mình gọi một kênh vợt ra ha. Đấy, anh em về cứ nghịch thoải mái, bây giờ mình sẽ gọi một kênh vợt ra ha. 2 đó em thấy chưa, chiếc hàm ăn cho những vật cực kỳ sang sáng xịn tiếng phê lắm. Còn này mà hát karaoke cho nên nghiêu ngao thì anh em đi làm kẹo kéo cả mút cả me đều ngọt hết ha, và giá thì cực kỳ rẻ luôn, giá quá rẻ luôn nha anh em. Giá con này mình đang bán với giá 2.500.000 đồng ha, bao gồm thân máy và cục adapter, adapter ring theo máy luôn nè anh em. Đó, anh em nhìn cục adapter là biết riêng không, adapter ring xịn luôn tại vì nghiêng đai nghiêng kiện mà. Đó, mọi chi tiết thì người anh em vui lòng liên hệ ha, 0909 043679. Thân ái chào người anh em.